Xin chào các bạn. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi bài giảng hóa học lớp 12 Trung học phổ thông trong olm.vn và học24.vn. Bài 6: Saccharose, tinh bột và cellulose. Trong các phần của bài này đều được thiết kế theo 3 mục: trạng thái tự nhiên và tính chất vật lý, ứng dụng và công nghệ sản xuất, cấu tạo phân tử và tính chất hóa học. Và chất thứ ba trong bài giảng này là cellulose. Trong tự nhiên, cellulose là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật và bộ khung của cây cối. Cellulose chiếm 98% trong bông nõn, chứa từ 50 đến 80% trong đai gai tre và chiếm từ 40 đến 50% trong gỗ. Cellulose là một chất rắn dạng sợi, màu trắng không mùi không vị. Cellulose không tan trong nước ngay cả khi đun nóng và không tan trong nhiều dung môi hữu cơ như ete, ancol và benzen. Nhưng cellulose có thể tan trong dung dịch axit vô cơ mạnh như axit chloric hoặc axit nitric. Cellulose có một số ứng dụng như để sản xuất giấy, để làm vật liệu xây dựng, để sản xuất vải sợi tơ, để sản xuất các đồ dùng bằng gỗ, và trong công nghiệp hóa chất thì để sản xuất rượu cồn và làm thuốc súng. Cellulose có thể tạo thành trong cây xanh theo quy trình từ khí carbonic và hơi nước trong không khí, nhờ năng lượng nhiệt bởi ánh sáng mặt trời và chất diệp lục. Cellulose được tạo thành trong cây xanh kèm theo quá trình giải phóng ra oxy. Phương trình hóa học của quá trình tạo thành cellulose trong cây xanh. Cấu tạo của cellulose là một polysaccharide chứa nhiều mắt xích có dạng C6H10O5. Các mắt xích này là beta glucose và các mắt xích này liên kết với nhau bằng liên kết beta 1,4 glycosid thành mạch dài không phân nhánh và không xoắn. Nhiều mạch cellulose ghép lại với nhau thì sẽ được sợi cellulose. Mỗi một mắt xích C6H10O5 trong cellulose sẽ chứa 3 nhóm OH tự do, cho nên công thức cấu tạo thu gọn của cellulose sẽ biểu diễn OH 3 lần trong một mắt xích. Vì là polysaccharide trên khối lượng phân tử của cellulose rất lớn, khoảng từ 1 triệu cho đến 2 triệu tư U. Dựa vào đặc điểm cấu tạo, thứ nhất là polysaccharide có thể bị phân tích dưới tác dụng của axit thành monosaccharide. Ta suy ra tính chất hóa học đầu tiên của cellulose là phản ứng thủy phân. Phương trình hóa học của phản ứng thủy phân cellulose dưới tác dụng của axit sulfuric đạt 7% được biểu diễn. Và sản phẩm thu được là glucose. Phản ứng thủy phân này trong cơ thể động vật ăn cỏ hay động vật nhai lại như trâu bò thì sẽ xảy ra nhờ xúc tác enzyme cellulase. Cơ thể người không có enzyme này cho nên không tiêu hóa được cellulose. Và phản ứng thủy phân cellulose này được ứng dụng trong sản xuất ancol ethylic công nghiệp xuất phát từ những nguyên liệu cellulose như vỏ bào, mùn cưa, vân vân. Dựa vào đặc điểm cấu tạo khác như phân tử có chứa nhiều nhóm OH tự do, ta suy ra tính chất hóa học thứ hai của cellulose là phản ứng của ancol đa chức, tức là có thể tác dụng với một số axit hoặc một số anhydrasit để tạo ra este. Phương trình hóa học biểu diễn phản ứng của cellulose với axit nitric để tạo thành cellulose nitrat, bao gồm mononitrat, dinitrat và trinitrat. Các sản phẩm này đều có những ứng dụng trong cuộc sống như mono và di
Nitrat được dùng để chế tạo màng mỏng bảo vệ vết thương trên da, hoặc là dùng trong công nghệ cao phân tử để sản xuất nhựa celluloid hay sản phẩm sơn hoặc phim ảnh. Còn sản phẩm cellulose trinitrat cháy rất nhanh, có tên gọi là pyroxylin, dễ cháy dễ nổ, được dùng để làm chất nổ hoặc thuốc súng không khói. Phương trình hóa học của phản ứng tạo ra ester acetat bằng cách cho cellulose tác dụng với anhydride acetic. Ta sẽ thu được các ester monoacetat, diacetat và triacetat. Trong công nghiệp, các ester này được dùng để chế tạo phim ảnh hoặc tơ. Đây là sơ đồ của sản xuất tơ. Do cellulose có thể tan trong một số tác nhân 3 giờ. Sản phẩm tan trong kiềm này rất nhớt, gọi là visco. Khi bơm dung dịch nhớt này qua những ống lỗ nhỏ ngâm trong axit sulfuric thì nó sẽ bị thủy phân, tạo thành cellulose hydrat ở dạng ống luột, gọi là tơ visco. Nhờ quá trình chế biến hóa học này mà mạch polymer của sản phẩm bị ngắn đi và độ bền hóa học kém đi. Tơ đồng ammoniac cũng được sản xuất từ quá trình hòa tan cellulose trong dung dịch nusvade, đó là dung dịch đồng hydroxit trong ammoniac. Và cũng bơm cái dung dịch nhớt này qua ống có nhiều lỗ nhỏ rồi kéo thành sợi. Nhớ rằng khi hòa tan cellulose trong kiềm thì khi bơm nó qua lỗ nhỏ phải ngâm nó trong bể chứa axit để trung hòa kiềm, thì khi đó sợi tơ sẽ dán lại. Cuối cùng thì sau khi học xong 3 bài, 3 phần của bài 6 saccharose, tinh bột và cellulose, chúng ta sẽ có một số hệ thống hóa sau đây. 1. Dù là chất nào thì cấu tạo hóa học của nó cũng quyết định tính chất hóa học tương ứng. Ví dụ, cả 3 chất này đều là disaccharide và polysaccharide, cho nên đều có thể thủy phân để tạo thành monosaccharide. Các phân tử của các chất này đều không chứa nhóm chức anhydride, cho nên đều không có phản ứng trắng bạc. Các phân tử của saccharose và cellulose là polyon, polysaccharide, đều có, vì có polyon cho nên đều có phản ứng của ancol đa chức, là những phản ứng với đồng hydroxit tạo thành dung dịch màu xanh, hoặc là phản ứng tạo ra các ester. Ngoài ra, ta có thể so sánh giữa tinh bột với cellulose. Hai chất này là polysaccharide. Hai chất này giống nhau ở chỗ nó đều là polysaccharide có công thức chung là C6H10O5N, cho nên nó đều có phản ứng thủy phân để tạo ra monosaccharide là glucose. Nhưng tinh bột và cellulose khác nhau ở chỗ là tinh bột thì có phản ứng màu với iốt, còn cellulose có các nhóm OH tự do trong phân tử cho nên có phản ứng của ancol đa chức. Đây là sự tổng kết giữa 3 chất trong bài 6. Sau khi theo dõi bài giảng của video này thì có rất nhiều câu hỏi và bài tập tự luyện trong học24.vn và olm.vn. Xin mời các bạn sẽ tự luyện thật. Xin cảm ơn đã theo dõi và chúc các bạn ôn tập đạt kết quả tốt.